chào các bác nha. Hôm nay em Thảo xin giới thiệu đến các bác một số dòng dây phụ kiện sạc iPhone, sạc Samsung. Đây, sạc đầu tiên em xin giới thiệu đến các bác là sạc Type-C. Sạc xong dùng đây, sạc chân vuông ạ. Đây. Hộp của nó đây. Cáp này combo 3 cáp ạ. Combo 3 cáp sạc này. Một cái dài 0,2 này, một cái dài 1 mét, một cái 2 mét ạ. Đây. Giá niêm yết ở ngoài thị trường là có giá 300.000. Bên em bán có giá 90k thôi ạ. Đây. Em mở cho các bác xem. Đây, một cáp sạc 0,2 đấy. Dây này dài 1 mét. Đầu. Dây thứ ba có dài 2 mét ạ. Đây, đầu vào đây. Đây, chân sạc đây. Đấy. Chân vuông. Có giá là 90k ạ. Dây thứ hai em xin giới thiệu là cáp sạc iPhone nhé. Đây, 3 cáp. Chiều dài cũng 0,2 và một dây 1 mét, một dây 2 mét. Đây, giá của nó tận 300k rồi. Giá bên em chỉ có 90k thôi. Cáp sạc iPhone nhé. Dây màu xanh rất là đẹp. Bác nhìn dài 0,1, dây này dài 1 mét. Gỡ ra cho các bác xem. Sạc iPhone. Dây này dài 2 mét ạ. Có giá là 90k đấy các bác nhé. Sạc thứ ba em xin giới thiệu là dòng sạc chân dẹt nhá. Chân dành cho Samsung này, máy Samsung này. Các loại dòng chân dẹt này. Có giá là 70k ạ. Cáp sạc cáp micro USB ạ. Các bác mua thì nhắn tin cho em nhé. Cáp micro USB 70k, giá ngoài là 200 ạ. 70k combo 3 dây luôn, rất là rẻ luôn. Đây, dây 0,2 này.
Dây này dài 1 mét. Chân dẹp. Đấy. Một dây dài 3 mét. Tới 10k nhá. Cắp micro USB. Sạc cuối cùng em xin giới thiệu các bác là bộ sạc iPhone ở củ sạc nhé. Dây dài 1 mét ạ. Cắp sạc, dây sạc nhanh nhé. Đây. 20W ạ. Thông số của nó quay đây, 20W. Dành cho iPhone. Có giá là 150k. Đây củ sạc đây, em quay kỹ cho các bác xem nhé. Đấy. Còn 1 mét ạ. Bác nào có nhu cầu mua sạc điện thoại liên hệ em Thảo 0822281999. Em xin cảm ơn ạ.